quý vị và các bạn, có rất nhiều chị em thắc mắc kỹ thuật cấy que tránh thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thực hiện như thế nào. Xin kính mời các chị em cùng theo dõi một clip sau đây để hiểu hơn về kỹ thuật này. Khi có nhu cầu cấy que tránh thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị em có thể đến khoa kế hóa gia đình tầng 1 nhà D hoặc khoa khám phụ tự nguyện tầng 3 nhà B. Tại đây, chị em sẽ được bác sĩ thăm khám phụ khoa để kiểm tra xem có tình trạng bất thường gì phụ khoa hay không, hay có thai hay không và có đủ chỉ định để cấy que tránh thai hay không. Quy trình kỹ thuật cấy que tránh thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thực hiện tại phòng thủ thuật. Bạn cùng bác sĩ sẽ kiểm tra que tránh thai, kiểm tra vỏ hộp và hạn sử dụng. Bác sĩ sẽ tiến hành gây tê tại vị trí cánh tay không thuận cho bạn, thông thường là mặt trong cánh tay trái. Tiếp theo, bác sĩ sẽ đưa que cấy tránh thai vào trong. Sau khi cấy que xong, bạn sẽ đợi băng ép trong vòng 24 giờ để đề phòng nguy cơ chảy máu tại vị trí que cấy. Sau 24 giờ, bạn có thể tháo băng. Sau khi kết thúc phẫu thuật, bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn theo dõi vị trí cấy que tránh thai xem có bị chảy máu hay không hay có bị nhiễm trùng hay không. Đồng thời, bác sĩ sẽ gửi bạn phiếu theo dõi ghi rõ ngày cấy que tránh thai, ngày rút que. Khi bạn đến hạn rút que, bạn nên đi khám bởi lúc này que không còn hiệu lực của tránh thai nữa.